Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, cà chua được mệnh danh là một nhà máy dinh dưỡng vì nó cung cấp rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Hàm lượng các chất chống oxy hóa của cà chua giúp ngăn ngừa mọi bệnh tật, trong khi các vitamin và khoáng chất của chúng hỗ trợ chức năng quan trọng của cơ thể con người. Cà chua xuất hiện trong các món ăn hàng ngày như sandwich, salad, các món xào nấu. Đặc biệt, cà chua chứa rất ít chất béo, calo, natri và cholesterol nên rất có lợi cho sức khỏe người sử dụng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mười công dụng tuyệt vời của cà chua rất nhiều người Việt không biết. Cà chua rất giàu vitamin E, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamine, magie, niacin, đồng và phốt pho là những vi chất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua là chúng chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo. Bạn có thể ăn cà chua sống kẹp với bánh mì, làm salad, nước sốt, sinh tố, thậm chí nấu súp. Sau đây là 10 lợi ích của cà chua. Thứ nhất, cải thiện thị lực. Cà chua là nguồn cung cấp vitamin E và C tuyệt vời, giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà và tăng thị lực cho đôi mắt của bạn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, hàm lượng vitamin E cao của cà chua có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến mù mắt. Hơn nữa, cà chua có thể giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Trong cà chua còn có các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein và zeaxanthin. Thứ hai, phòng chống ung thư. Ăn nhiều cà chua có thể giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua cũng có thể giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản và ung thư buồng trứng nhờ các chất chống oxy hóa, đặc biệt là nhờ vào hàm lượng lycopene rất cao có trong cà chua. Tác dụng phòng chống ung thư của cà chua tốt hơn nhiều khi nấu loại quả này với dầu ô liu. Thứ ba, làm sáng da. Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho làn da của bạn ít nhạy cảm với tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn ở da. Trà cà chua lên làn da thô ráp của bạn giúp xoa lỗ chân lông, tái tạo và làm săn da mặt. Thứ tư, giảm lượng đường trong máu. Cà chua chứa rất ít carbohydrate nên giúp làm giảm lượng đường trong máu. Một vài nghiên cứu tìm thấy vai trò của các chất chống oxy hóa trong cà chua, bảo vệ thành mạch và thận, những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường. Cà chua còn chứa chrome và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Thứ năm, thúc đẩy giấc ngủ ngon. Với nguồn vitamin C và lycopene dồi dào, có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Vì vậy, nếu bạn khó ngủ, hãy bổ sung thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày của bạn bằng một bát súp hoặc sinh tố cà chua. Thứ 6. Giữ xương chắc khỏe. Cà chua có chứa vitamin K và canxi giúp giữ cho xương của bạn khỏe mạnh và chống loãng xương, nguyên nhân của gãy trẹn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật. Thứ 7. Chữa các bệnh mãn tính. Nhờ các chất chống viêm như carotenoid và bioflavonoid, cà chua có thể làm giảm cơn đau mãn tính. Một chương trình nghiên cứu chỉ ra rằng uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày có thể làm giảm nồng độ TNF-alpha trong máu, một sát thủ gây viêm. Cà chua rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch và Alzheimer. Thứ 8. Tốt cho mái tóc của bạn. Nhờ các vitamin và chất sắt
giúp mái tóc bị hư hỏng và không có sự sống của bạn thêm bóng mượt. Hơn nữa, cà chua có tính axit, có thể cân bằng độ pH trong tóc. Nếu bạn bị gầu và ngứa da đầu, dùng nước ép cà chua tươi thoa lên tóc và da đầu của bạn sau khi gội đầu và rửa lại bằng nước lạnh hoặc ấm sau 4 đến 5 phút. Không sử dụng quá thường xuyên vì axit của cà chua có thể làm khô mái tóc của bạn. Thứ 9. Giúp giảm cân. Nếu bạn đang cố gắng giảm vài cân, nhất định phải có cà chua trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn vì nó ít chất béo và không chứa cholesterol. Cà chua chứa rất nhiều chất xơ và nước, do đó sẽ giúp bạn cảm thấy no. Bạn có thể ăn cà chua sống hoặc thêm chúng vào món thịt hầm, ăn cùng xà lách và các thực phẩm ăn uống thân thiện khác. Thứ 10. Tốt cho người viêm thận. Trong cà chua còn có chất giúp dịch vị bài tiết một cách bình thường, bảo đảm cho hồng cầu được tạo thành, có lợi cho việc duy trì tính đàn hồi của thành mạch máu và bảo vệ làn da. Ăn cà chua có tác dụng hỗ trợ phòng tránh và trị liệu các bệnh xơ cứng động mạch, cao huyết áp. Cà chua chứa nhiều nước, lợi tiểu, cũng thích hợp cho người bị viêm thận sử dụng. Vậy điều có thể bạn chưa biết về quả chôm chôm. Thứ nhất, hàm lượng cao carbohydrate và protein trong quả chôm chôm giúp thúc đẩy năng lượng. Các loại vitamin B trong chôm chôm tăng cường trao đổi chất, giúp chuyển đổi carbohydrate thành năng lượng. Thứ hai, chôm chôm giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể, chống lại các gốc tự do gây hại. Vitamin C giúp tăng hấp thụ chất sắt, từ đó cải thiện chất lượng máu. Các thành phần tạo thành collagen trong vitamin C làm giảm viêm da và củng cố xương khớp chắc khỏe. Thứ ba, giảm táo bón. Nhờ chôm chôm có hàm lượng chất xơ cao, kích thích nhu động ruột, giúp tiêu hóa tốt hơn. Thứ tư, ăn chôm chôm tăng lượng phốt pho, giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Phốt pho có tác dụng cải thiện chức năng thận. Thứ năm, hàm lượng nước và chất xơ cao trong chôm chôm có tác dụng giảm đói, từ đó ngăn ngừa nguy cơ bạn nạp một lượng lớn thực phẩm và chất béo vào cơ thể. Thứ sáu, chôm chôm cung cấp lượng chất sắt, canxi và phốt pho cho cơ thể, góp phần cải thiện sức mạnh của xương. Thứ bảy, hàm lượng vitamin C cao trong quả chôm chôm cải thiện và duy trì chất lượng tinh binh, tăng cơ hội có con ở nam giới. Thứ 8. Sức khỏe tim mạch cũng được cải thiện đáng kể nhờ hàm lượng vitamin C cao trong quả chôm chôm. Vitamin C ngăn chặn bệnh khởi phát và loại bỏ các gốc tự do gây hại. Ăn chôm chôm giúp phục hồi các thành mạch máu bị hư hỏng. Thứ 9. Cải thiện sức khỏe da đầu và tóc. Đặc tính kháng khuẩn của chôm chôm điều trị được các vấn đề về da đầu như gầu và ngứa. Vitamin C nuôi dưỡng da đầu và tóc, kích thích tóc mọc. Tương tự, hàm lượng protein trong chôm chôm cải thiện chất lượng tóc. Thứ 10. Đối với thai phụ, ăn chôm chôm làm giảm buồn nôn. Hàm lượng chất sắt cao trong quả này giúp giảm mệt mỏi và chóng mặt khi duy trì mức hemoglobin khỏe mạnh. Hemoglobin là một protein giàu chất sắt có trong hồng cầu mang khí oxy đi khắp cơ thể. Loại quả này cũng giúp giảm ngứa da, vitamin E của quả chôm chôm nuôi dưỡng da nên ngăn ngừa nguy cơ da bị ngứa, kích ứng. Lượng calo trong 100g chôm chôm là 82 calo. 100g chôm chôm cung cấp 0,35mg chất sắt, 0,43mg mangan, 0,08mg kém, 8 microgram folate, 21g carbohydrate, 0,9g chất xơ. Đây còn là nguồn phong phú chất sắt, mangan, kẽm, folate, riboflavin, thiamin và vitamin B6. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn
bạn đến like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.